cái sống nhẹ nhàng của chúng ta là sống gì? Sống không có giận. Tại sao? Tại vì nếu mình giận thì mình lỗ. Mình giận thì mình lỗ. Nếu mà mình xả thì mình lời. Phải không? Tuy xả nó nhẹ mà nó lời. Còn mình giận nặng lại lỗ. Tại sao? Bây giờ ví dụ như thế này. Cái bụng mình mà nó no quá rồi, cái mình không ăn được gì nữa hết. Mà cái bụng mình mà đói là món gì người ta mời mình ăn cũng được. Mà bây giờ cái vỏ của mình á, mà mình lượm rác mình dục ra thì ai cho gì mình nhận cái đó. Còn nếu cái vỏ mà đầy rác thì không có gì bỏ luôn. Cho bây giờ đơn giản là cuộc sống của chúng ta, một á, là chúng ta nóng, nóng mà phát phân lửa đó. Trong nhà Phật gọi là sân à. Còn nếu mà chúng ta tức, chúng ta gọi là hận, thì tiếng gọi là giận. Mình giận tức là cái gì đó nó đến với mình cho mình bất đồng, nó ngay đó là, và ngay cái giây phút đó là giận. Rồi bắt đầu mà nếu mà cái giận này mà nó được chế tiếp là bắt đầu nó nóng. Cũng giống như ví dụ như bây giờ cái người đó họ làm gì mình đó, cái mình bực rồi, ngay cái giây phút đó là giận rồi. Nhưng mà cái người đó cứ thỏ thẻ bên tai rồi lãng vãng trước mặt mình thờ mình nổi nóng. Đó là nóng rồi mới giận, rồi giận rồi mới nóng. Thấy không? Rồi thì kế đến là gì? Hờn. Hờn là sao? Hờn là mình để trong lòng. Nhưng mà cho dù nóng, giận hay hờn thì chúng ta đều có cái nguyên do để chúng ta trách, rồi chúng ta nói, rồi chúng ta mới có lý. Thường thường mình nóng, mình giận, mình tức, mình có lỗi đó, nhưng mà lúc nào mình cũng tìm một cái gì lý do nào đó để mình bào chữa cho cái nóng của mình. Mà bây giờ đại chúng cứ nghĩ mình sống từ sáng tới chiều, hay là trọn một ngày, hay trọn một tháng, hay trọn một năm, trọn một đời, mà cái người thường dễ giận, dễ nóng, dễ hờn mát, người đó khổ hay ai khổ? Mình khổ. Chứ còn ví dụ bây giờ người ta vô tình, người ta không có, người ta làm cái điều đó, người ta nói điều đó, mình hờn người ta, mình trách người ta à, rồi mình giận người ta, mình gặp người ta mình nổi nóng, rồi thì mà người ta vô tình người ta vẫn cứ bình an. Còn trong cái lặng lẽ là mình sống bằng hờn, bằng giận, bằng trách, bằng móc, rồi nổi nóng. Cho nên cuối cùng bao nhiêu những cái khổ sở mình lôi vô trong người mình. Hết trạng thái này sang tới cái trạng thái khác. Hết hờn, không có hơi đó đó, cái bắt đầu mình hờn. Mà hễ mà ai nhắc tới người đó cái mình giận, mình nổi nóng. Rồi bắt đầu mình kiếm đủ mọi nguyên do mình trách cái người đó. Cho nên mình sống như vậy mình khổ. Mà đại chúng nhớ là khi mà mình nổi nóng á, là mình đốt biết bao nhiêu những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Cũng giống như bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái diêm quẹt mà bật lên, nó có thể cháy cả làng cả xóm. Thì Phật tử chúng ta thường nghe cái câu á, Phật tử chúng ta thường nghe câu gì? Cái câu của chúng ta nghe là một đốm lửa sân có thể cháy cả rừng công đức. Một đốm lửa sân cháy cả rừng công đức. Mà ngày xưa người ta có câu á, một cái cây mà đốn xuống có thể làm ra 1000 cái diêm quẹt, nhưng mà một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây. Dễ sợ. Một cái cây chặt xuống chẻ nhỏ ra làm được hàng ngàn cái diêm quẹt. Mà chỉ cần một diêm quẹt bật lên cháy không phải cây đâu, mà cả rừng cây luôn. Bây giờ mình nghiệm coi có phải không. Mình tu tập, mình làm biết bao nhiêu những thiện sự, nhưng mà cuối cùng một cơn nóng giận lên, mình làm cho tất cả tiêu tan. Nhiều khi cái tình bạn của mình chỉ vì một câu nói thôi, lúc mình giận tức thôi, tình bạn chấm dứt. Thậm chí tình nghĩa vợ chồng cũng chấm dứt. Mà ngày xưa đó mình dũng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp để đeo đuổi người đó. Bây giờ là mình sẽ dùng một câu nào mà nặng nhất, mình giỡn một giỡn cái là người đó văng luôn. Cho nên như vậy là mình á,
Thành ra nhiều khi á, gặp nhau á, hỏi một câu gọi là tế nhị lịch sử, tôi có làm gì giận không? Chị nói cho tôi nghe để tôi xin lỗi. Không, mắc gì giận. Nhưng mà nếu nói cho cùng, chị giận không nói, chị ráng chịu. Chị không xả, chị ráng chịu. Trên nãy qua mới đùa với quý vị. Bây giờ Pháp Hòa đi tới đây trễ. Rồi bây giờ thí dụ như giờ Phong Ni Sư ơi, thôi trễ quá. Thôi Ni Sư biểu Phật tử giải tán. Thời cái này giận dữ à. Vậy thì bây giờ nếu mà quý vị mà hoan hỷ thì ok, nhẹ nhàng. Không hoan hỷ làm gì nhau. Rồi thì bây giờ nếu mà mình sống bằng cái tâm niệm đó thì có phải mình khổ không? Vậy thì bây giờ cái công thức sống đầu tiên nhất trong cuộc sống của chúng ta là sống không giận, không hờn, không oán trách. Đó là cái công thức sống đầu tiên. Tại vì sao? Tại vì khi mình giận lên là không có cái gì nó vô được hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình giận lên ha, và cái người đó mà mời mình uống mình không uống, mời mình ăn mình không ăn, cho tiền mình không lấy. Coi như mình giận người đó rồi, là thậm chí mình giận đương sự, rồi mình giận luôn người xung quanh, mà hình như lúc đó là tất cả các cánh cửa khác đóng hết. Con cái mà tới mà lãng vãng trước mặt mình là mình đã đi chỗ khác chơi nha. Đó, quý vị thấy không? Thành thử ra khi mình giận lên là tất cả các cái cửa thiện lành khác nó đóng lại. Cái người kia có chọc ghẹo gì mình đâu, thậm chí đứa con nít nó có chọc ghẹo gì mình, nhưng mà mình giận người khác thì mình lại quạt đứa này. Mà Việt Nam mình chúng ta thường gọi là gì? Giận cá chém thớ. Mà bây giờ mình cái này á là mình chỉ nghe lý thuyết thôi, rồi mình đem câu này về hôm nào mình ngồi thiền mình quán chiếu thôi, có phải là mình đã từng sống bằng cái tâm niệm giận, rồi mình lôi kéo biết bao nhiêu người đi theo trong cái khổ của mình. Cho nên cái công thức sống đầu tiên để cho một ngày đó mình hạnh phúc là sống không giận, không hờn, không oán trách. Mình trách người đó, mình hờn người đó, rồi bây giờ bắt đầu mình mới giận tức về cái người đó. Mà hãy nhắc tới người đó đó là mình tất cả những cái đẹp gì của người đó quên hết. Thường thường mình mà giận ai á là người đó không còn dễ thương đối với mình nữa. Bắt đầu mình nói là sao phải không? Trời ơi, bữa nay tôi mới biết à, mỗi bữa tốt, bữa nay tôi biết là tốt gì. Ngày xưa mình nói người đó tốt quá, nhưng mà chỉ một chút giận của mình quên hết tất cả những cái lành, cái đẹp của người đó. Thành thử ra quý vị thấy mình sống, mình hời hợt. Mình hời hợt rất nhiều trong cuộc sống của mình. Mình thường hay nói mình thương mình, nhưng mà thiệt sự mình không thương mình bao nhiêu đâu. Nghiệm cho cùng cả ngày mình sống bằng cái hờn, giận, ganh tức, tị, hiềm, đủ thứ hết. Thành thử một ngày của mình nói hạnh phúc chứ không có bao nhiêu đó. Không có bao nhiêu đâu. Thậm chí chán ngoài đời rồi, vô chùa, đi làm công quả, đi tu, đi niệm Phật, đi tụng kinh, đi dự pháp hội, vân vân. Nhưng mà rốt cuộc đi vô pháp hội giận. Bữa nay tôi nghỉ không đi rồi. Sao không tới công quả? Thôi khỏi. Thật ra quý vị thấy không, mình ngán ngẩm ở ngoài đời, mình thấy ngoài đời bao nhiêu cái bon chen, cái khổ lụy. Mình đi vào trong chùa, nhưng mình nhớ là mình đi vào trong chùa, mình mới có đi vào thôi. Thật ra mà nói, mình đưa cái thân tướng mình đi vào trong chùa, chứ còn nếu nói cho cùng mình mới đang ở ngoài cửa. Cho nên nhiều khi phải nghiệm lại nha, mình đã tới cửa chùa hay mình được vô chùa. Có nhiều khi mình ở sống ở trong cái nội bộ của chùa, nhưng mà thiệt sự cái cách sống của mình nó còn ngoài cửa lắm. Cho nên nhiều khi mình mới tới cửa chùa chứ mình chưa thật sự được vô chùa. Mà mình nếu mình được vô chùa rồi mà mình nhập được cái đó thì phải có thấm tương thấm trao. Quý vị thấy đem cái áo tràng mà máng trong cái chánh điện này chừng 3 ngày có đem về nhà có mùi gì? Mùi nhang. Bây giờ Pháp Hòa nói nha, hôm nào mình đi vô một cái tiệm ăn,
mà người ta nấu mà cái mùi nó xông ra tới cái chỗ mình ngồi ăn, ăn xong bữa ăn nó ra áo quần mình đó, nó có mùi, ngồi chút thôi mà nó thấm mùi. Vậy thì mình đi chùa biết bao lâu mà tại sao tương trao mình không thấm? Mà người ta thường hay gọi là thấm tương thấm trao, mà mình không thấm tương thấm trao mà rốt cuộc mình thấm nước mắm, thấm mắm ruốc, thấm gì đâu không. Thật ra đụng tới mình là toàn mấy cái thứ đó nó ra, chứ không có cái gì gọi là cái nhang đèn tương trao gì của chùa cả. Chờ nhớ là công thức sống đầu tiên là sống không giận, không hờn, không oán trời. Cái chữ không này là sao? Chữ không này á, một á là tuyệt đối, không có dính. Nhưng mình chưa tới phải không? Mình tới cái chỗ là hoàn toàn không không? À. Nhưng bây giờ không này là sao biết không? Không giữ lâu. Giận có giận không? Có hờn không? Có trách không? Có nóng không? Nhưng mà vừa có một chút bỏ nó ra. Vậy thôi. Mình không dám nói tôi giờ hết rồi, sạch rồi. Nhớ nói chữ không ở đây là không giữ lâu. Chứ bây giờ nếu mà nói không tôi giờ hết trơn hết trọi, không gì hết, nói đó hơi nổ. Thôi giờ mình nổ, mình không dám nổ kiểu đó ha. Còn không nữa nó chờ thôi đu xuống đi, dây điện đâu mà đu. Thôi bây giờ mình nói đơn giản, nói nhẹ nhàng, nói cho nó gần gũi chút, không để lâu. Vì mình để lâu thì ai lỗ? Mình lỗ. Mà để lâu thì nó úng, phải không? Ví dụ hôm nay nè, Pháp Hòa chưa bao giờ biết vị nào ngồi đây hết. Cho nên Pháp Hòa có nói gì đi nữa đó là Pháp Hòa nói chung chung, nói vô tư, chứ không có nhắm chị nào ở đây hết trơn. Đừng ngồi khiềm ổng nói tôi, ổng nói tôi. Ổng biết ai ổng nói. Là nữa là mình nhớ là thường thường á mình có cái tật. Ông thầy ông ngồi ông giảng ở trên mà ông đúng ngay chỉ điểm của mình á. Trời trời, sao ông nhắm tôi cũng nói vậy trời. Mà nhiều khi giận luôn thầy đó. Mới đầu thương thầy đó lắm, nhưng mà tại ông giảng đúng mình quá, đúng bệnh của mình quá, buồn giận. Nhưng mà lẽ ra ông nói đúng bệnh mình phải thì sao? Phải vui chứ. Bác sĩ mà khám ra được bệnh cảm ơn bác sĩ cũng hết. Đằng này giận luôn bác sĩ. Có ai đi bác sĩ nói bác sĩ ơi, sao lúc này tôi chóng mặt hoài bác sĩ ơi. Ông nói tại chị ăn mỡ nhiều quá. Bác sĩ kỳ cục. Dù duyên đi luôn. Người ta nói được cái bệnh của mình phải cảm ơn. Nói trời tôi đi 5-7 ông bác sĩ thử máu làm lung tung hết mà ông khám ra bệnh. Bữa nay cái test kìa, cái thi, cái thử nghiệm cuối cùng mà biết được cái bệnh tôi mừng. Cũng như thế. Cho nên á, bây giờ mình nói là không thì chúng ta không dám nói là không bao giờ. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói nhẹ chút ha, không giữ lâu. Sống không giận, không hờn, không oán trách, không dám giữ lâu. Rồi, bây giờ công thức thứ hai. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Quý vị qua đây có thử thách không? Có trong gai không? Nhiều lắm. Mà không phải nói quý vị ở xứ đài này không đâu, ở xứ ca của em cũng vậy. Nhưng mà cái xứ này còn đỡ cái là ấm. Những người Việt Nam tị nạn qua Canada chẳng những phải đối diện với ngôn ngữ, đời sống, mà còn phải đối diện với thời tiết. Còn nếu mà nói mà cái mặt khó khăn đó, dù sao đi nữa ở đây không đến nổi. Tại sao? Tại vì ở ngoài kia là mình phải biết tiếng Anh. Rồi mình đi làm á là mình phải trả rất nhiều thứ tiền. Thứ nhất là phải đóng thuế. Ngoài ra còn rất nhiều chi phí. Bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ. Có nhà phải trả tiền bảo hiểm nhà, có xe phải trả tiền bảo hiểm xe, rồi bảo hiểm nhân thọ tức là tính mạng của mình, rồi bên cạnh đó tiền xăng, đủ thứ mọi chi phí. Rồi thời tiết khắc nghiệt, đi qua không biết lái xe, đón xe bus đi làm. Có những ngày trừ 40 độ, âm 40 độ, tuyết ngập lên tới mắt cá, nhưng mà đâu có được nghỉ làm, cũng phải đi làm. Trung bình đó, âm là 20, 25, 30, 35.
lâu lâu âm xuống còn 40-42 chừng 1-2 ngày, nhưng mà trở lại cái trạng thái bình thường 1 năm 6 tháng vô đó. Rồi quý vị thấy, nếu mà nói trong gai thử thách, đâu phải chỉ những người ở xứ này, phải không? Ở đâu cũng vậy hết. Khi chúng ta bỏ một cái duyên này, chúng ta bám cái duyên khác, thì buộc lòng chúng ta phải đối diện với cái duyên này. Hôm qua có nhiều Phật tử nói: thầy qua đây thầy ăn ngon lắm thầy. Pháp Hòa nói: trời, đồ chai Đài Loan là khỏi lo, ăn ngon vô tư. Nó chờ hồi đó tụi con mới qua ăn không được, lúc món gì cũng có mùi thuốc bắc hết á. Nhưng mà bây giờ ăn quen rồi, thấy bạn mình bệnh còn nó uống thuốc bắc nữa. Nấu đó ăn, nấu nọ ăn đi, tại mình biết được nó có cái bổ dưỡng của nó. Mình chỉ nói mới tới cái mặt thức ăn, đời sống, còn muôn vàng những thứ khác, nhất là ngôn ngữ, rồi văn hóa, rồi người với nhau hoàn toàn không có gì giống nhau. Thì như vậy quý vị thấy, thí dụ bây giờ một cái người Việt Nam lấy ông chồng Mỹ, ông chồng Canada, ông chồng người Phi, người Hàn gì, tất cả đều phải đối diện những thử thách trong gai giống nhau. Thì bây giờ mình nói là đó về đời sống, phải không? Cái mình nói thôi, giờ tôi vô chùa tôi tu có bộ khỏe à? Tu có thử thách không? Có trong gai không? Còn nhiều khi còn hơn nữa. Còn hơn nữa. Tại sao? Tại vì có nhiều khi ở ngoài đời mình muốn cái đó mình cứ làm, mình ưng cái đó mình cứ nói. Nhưng mà người tu không thể. Người tu là phải làm sao thiền quán tu tập để vượt những cái đó. Ví dụ như giờ mình mới vô chùa mình tu à, mình còn ham đi chơi quá trời, giờ mà bắt sáng mỏ chiều chuông, nội cái chuyện mà cái chân mình là cái chân đi, mà về giam chân mình trong chùa không, mình chịu không nổi. Chưa nói là những cái tình cảm hay là những thức ăn, đời sống vân vân. Cho nên nếu nói cho cùng, trong cuộc sống này không có cái gì mà không có thử thách trong gai. Không có cái gì mà không có thử thách trong gai hết. Sống mỉm cười. Cười đây không có phải mỗi lần gì nó tới cái nhăn răng vui quá là nói mình khùng quá. Cười đây là gì? Là chúng ta cười nhẹ để thấy rằng cuộc đời đi qua, cuộc sống của chúng ta. Quý vị có nhớ Hòa Thượng Thanh Từ, ngài có cái bài thơ Cuộc đời qua mắt tôi. Tức là tất cả những gì trong cuộc đời này đi với cái nhìn của ngài, chiếc thân tứ đại khói. Tức là ngài quán, ngài thấy, ngài nhìn, ngài thấy dưới con mắt của ngài, cái thân tứ đại này chẳng qua là một làn khói. Chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây. Tất cả những sinh hoạt trong thế gian này như một đám mây. Nè, tụ tán, tụ tán. Quý vị thấy không? Nãy giờ quý vị tụ hồi mấy giờ? Lát tối cái tán. Mà mình đã từng tán chưa? Từng tán rồi. Như giờ tán vậy mới có tụ. Vì quý vị nhìn ra mây, quý vị nói ô mây đẹp quá, Quan Âm thị hiện. Chạy ra kêu má mì ra coi Quan Âm. Mây đổi thành cái hình dáng khác. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta đang sinh hoạt trong cuộc sống này, tụ tan ly hợp, đến đi còn mất, chẳng qua là một đám mây. Cho nên dưới cái mắt của thế gian, mình còn dính cho nên mình còn khổ. Ví dụ như người ta gặp mình, ta nói, thí dụ lúc mà thân với nhau á, ê nhỏ kia khỏe không, vui lắm, thân. Nhưng mà lúc mà hết thân với nhau mà giận nhau, ê tại sao kêu tôi vậy, phải không? Thì quý vị thấy không, cũng là một chữ thôi, nhưng mà tại sao lúc mình vui vẻ thì cái chữ đó nó là bình thường, mà thậm chí còn thích nữa, vì nghĩ rằng cái đó thân. Mà bây giờ tới khi không còn thích thì cái chữ nó khác rồi. Vì dưới cái mắt của người tu, một vị thiền sư, thì sinh hoạt thế gian mấy nhục vinh bong bóng nước, nó tụ nước á, nước mưa rơi xuống em thấy bong bóng bể, bong bể. Cho ngày xưa có một cô công chúa muốn độ cho cha mình, cha cứ ép cô đi lấy chồng,
Cô nói ba ơi, hoàng thượng ơi, phụ vương ơi, bây giờ phụ vương hãy lấy những cái tràng bong bóng ở ngoài đó, phụ vương kết cho con thành một cái tràng, cái sâu chuỗi con đeo đi. Rồi khi nào phụ vương làm được cái đó, con sẽ chấp nhận lấy chồng. Phụ vương nói trời ơi, con là công chúa mà sao con hỏi chuyện dại dột vậy. Cái bong bóng bọt ở ngoài kia thì làm sao sâu lại thành một sâu chuỗi con đeo được. Thì cô mới, nó hỏi lại, vậy thì cái hạnh phúc mà phụ vương gọi là hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc này hạnh phúc kia đó, nó có bền bỉ, nó có kết sâu gì được lâu không? Ông vua tỉnh. Trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm kể câu chuyện rất hay. Vua Ba Tư Nặc mẹ mất, mà các quan ở trong triều không có dám tới nói cho vua hay, đã có hiếu lắm. Thì người ta mới tổ chức đàn cúng quá chừng. Vua Ba Tư Nặc đi ngang hỏi các người đó đang làm gì đó. Thì ông kia ông nói dạ bẩm đại vương, họ đang lập đàn cúng tế cầu cho mẹ họ sống lâu trăm tuổi, trường thọ không chết. Ông vua cũng cười, mấy người làm cái chuyện vô lý, làm gì có cái chuyện mà tụng cúng mà sống trọn đời được. Dài tới dưới kia, cuối cùng mới nói thiệt với vua. Nhưng mà thưa đại chúng, tại sao các ông quan làm cái chuyện đó? Khai thị cho vua. Chính vua tự nói à nha, vua tự nói là làm gì có cái chuyện nghĩa là cúng tế để mà mẹ sống trường thọ à, vua tự nói à. Cho nên lá cuối cùng nó bẩm hoàng thượng, hoàng thái hậu đã băng hà. Nhưng mà nhờ nãy giờ tự ông khai thị, tự ông thuyết pháp bằng cái đạo lý vô thường đó rồi, cho nên khi ông nghe cái câu đó rồi, cái ông thôi cũng bình thường thôi. Chứ nếu mà lại bẩm hoàng thượng, hoàng thái hậu đã băng hà, ông đập bàn cái ốp cha chả, sao ông nói sớm, vân vân. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Chiết thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, nhục vinh bong bóng nước, thất bại chùm bọt tan. Thì tất cả những cái gì đó trên cuộc đời này, bây giờ quý vị nghiệm cái gì nó cũng có cái đối tượng của nó. Nó đối đãi với nhau, hễ được thì mất, hơn thua, phải không? Gì nữa, tốt xấu, trắng đen, phải quấy, thành bại, cái gì nó cũng có. Nhưng mà rồi cho dù cái người thành công bao lâu cũng thời gian thôi. Cho nên trên đời này, nếu chúng ta thấy được tất cả chỉ đều là những cái mà chúng ta cần vượt để chúng ta đi đến một giai đoạn nào đó, mà cho dù chúng ta thành tựu được cái giai đoạn đó thì cũng nhớ giai đoạn đó cũng chỉ là một khoảng nào đó thôi. Bây giờ đó, sắp sửa có bầu cử này. Rồi ông này ông nọ lên, rồi ông lên được bao lâu? Cũng đâu có lâu đâu. Làm tốt thì thêm được một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ. Làm không tốt mới chừng mấy ngày ta cũng đưa xuống. Thành tựu bình thường, sống mỉm cười phải thử. Chữ cười đây là gì? Cái cười thanh thản nhẹ nhàng của một người thấu rõ cuộc đời, chứ không phải cười khi dễ, không phải cười trong đau khổ. Có nhiều người ta buồn khổ và ta cười ha hả, ta cười mà ta cười ra nước mắt, ta cười trong đau khổ. Còn mình phải cười kiểu đó, cười bình thường đó. Cho nên nhớ là cười phải đúng nơi đúng chỗ. Ta nói sao, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Có một câu chuyện nói về chuyện cười. Đây là mình muốn có bộ răng đẹp á, mình phải thực hiện 3 điều. Một, phải thường xuyên đi nha sĩ mỗi 6 tháng một lần. 2. Hằng ngày ở nhà nhớ đánh răng gì kỹ càng. 3. Đừng bao giờ xem vô chuyện người ta, tại vì xem vô chuyện người ta quánh gãy răng.
Cho nên nếu mình muốn cười có bộ răng đẹp thì phải nhớ làm ba điều đó. Cái cười đó trong nhà Phật cũng thường nhắc nhở. Cho nên ở cái chùa của người Trung Hoa đó, theo cái phong tục của người Hoa, ở trước cửa chùa không để Đức Quan Âm. Bước vô Thiên Vương Điện là có tượng gì trước nhất? Tượng Phật Di Lặc. Tại sao? Bởi vì cái quan niệm là đến chùa phải hoan hỷ. Đến chùa phải hoan hỷ. Hay nói chung là chúng ta làm tất cả việc gì phải hoan hỷ. Cho nên sau lưng tượng Di Lặc để tượng hộ pháp. Quý vị phải hoan hỷ, quý vị mới hộ pháp lâu dài. Đi chùa mà làm việc hộ trì Phật pháp mà không hoan hỷ làm được chừng mùng 3, mùng 7. Phải không? Làm mùng 3 tới mùng 7 mà có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Không có làm lâu được. Tại vì sao? Tâm phát tâm hộ pháp thì có mà trụ tâm thì chưa. Cho nên làm hộ pháp phải cầm cái chài, hộ pháp cái tượng Vi Đà đó. Cầm cái chài đó gọi là chài kim cang. Mà kim cang là một cái chất cứng, không có cái gì đập nó được. Tượng trưng cho cái tâm của mình. Hay nói cách khác là phải cầm chài kim cang đập ma phiền não mới hộ pháp được. Mới bưng mâm xôi lên nó làm gì, nấu xôi hoài, nấu dở nó hoài. Buồn sách về rồi. Hoặc là bây giờ người ta mới đem lên cúng mà mới cuốc Phật được có hai cuốc, cuốc thứ ba nhìn lên dĩa xôi mất rồi. Ai bưng đi mất tiêu của mình, không cho mình cúng Phật. Đó là mình mới vừa cắm cây nhang khấn Phật nãy giờ, cắm cây nhang vô mong Phật chứng cây nhang đó, mới vừa lại xuống đường lại ai rút cây nhang mất tiêu tại khói quá. Cũng có thể hờn, cũng có thể giận. Cho nên nhớ là cái nụ cười của chúng ta. Quý vị thấy Đức Phật hay là tất cả tượng Phật, chỉ trừ trượng thần mới có cái mặt nhìn ngầu. Còn thượng Phật Bồ Tát lúc nào nhìn cái nét cũng điềm đạm, hoan hỷ. Cái nụ cười đó là nụ cười thẩm thấu. Cũng giống như ngồi thiền á. Quý vị nào mà tập ngồi thiền buổi tối đó, ngồi thiền á làm lưng mình thẳng nè, đầu mình cúi xuống một chút, rồi mắt mình nhìn xuống, rồi miệng mình mỉm cười. Nhìn xuống là nhìn lại mình, mỉm cười là chi? Để mình thấy mọi cái hành tướng của tâm. Thí dụ mình đang ngồi vậy nè, cái nó trồi lên, nó trời ơi sao tự nhiên thèm nó muốn xào quá. Cái mình mỉm cười, mình biết những lúc đó nó đi ngang vậy mình biết trời đang ngồi thiền mà cơn cái tâm này, ham muốn ngủ dục, ham ăn lên rồi nè. Thành thử cái tâm mà nó khởi biết. Cho quý vị thấy Đức Phật cầm hoa lên, Phật thấy hoa, Phật mỉm cười. Mà Phật thấy những cái người mà đến mà bất an, Phật mỉm nhẹ. Vì Phật thấy được không có sao. Sống mỉm cười với thử thách trong gian. Tại vì cái nụ cười đó không phải là nụ cười hận đời. Có những nụ cười ta hận đời, ta cười ha hả, ta hận đời. Có những nụ cười ghét bỏ, khinh khi. Nhưng không, nụ cười của chúng ta là nụ cười hàm tiếu. Vì thẩm thấu được tất cả chỉ là hiện tượng. Quý vị nhớ, cái gì cũng là tạm hết. Không có gì mà hoàn toàn trụ như vậy đâu. Bây giờ nè, hồi mình mới đặt chân tới xứ Đài Loan này, không biết gì hết. Không biết một chữ. Nếu mà có đi nữa là cái gì? Tiếng phổ thông đây một hai chữ gì mình nói thôi. Nhưng mà quý vị thấy không, rồi rốt cuộc mình vượt được những ngày tháng đó. Bây giờ mình cũng nói chuyện với ai, không chừng gây lộn còn biết không? Rồi sống mỉm cười với thử thách trong gan. Đó là cái đạo lý thứ hai để sống. Cái thứ ba là sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Thường thường á, hễ mà mình nói tới bình minh là lúc nào mình có một tâm trạng rực rỡ. Hễ nói tới buổi sáng là tự nhiên tốt. Cho quý vị làm gì khỏi coi ngày, khỏi coi ngày coi giờ gì hết. Làm gì muốn làm cứ làm buổi sáng là tốt. Tại sao? Vì theo như trong Phật giáo chúng ta, buổi sáng là giờ chư thiên,
buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ ngạ súc sanh, buổi tối giờ ngạ quỷ. Thì bây giờ nếu mà mình làm gì mình lựa giờ lựa ngạ được, cứ làm buổi sáng là cái gì cũng tốt. Buổi sáng thường nó tượng trưng cho một ngày mới, một ngày bắt đầu. Cho nên nói tới buổi sáng, tiếng Hán gọi là minh thiên, là ngày mới, một ngày trong sáng, một ngày mới. Thì cái ngày đó làm gì cũng được. Cho nên đó, mình vươn lên theo kịp ánh ban mai là mình thấy mặt trời mọc, mọc lên tới trưa đứng nắng rực rỡ. Đó thì bây giờ cái tâm trí của mình nó cũng phải đưa lên từ một cái chỗ lú nhỏ cho đến cái chỗ nó cao vời lên. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Quý vị biết cái nhẫn có ba cách nhẫn. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh nhẫn. Thế nào là sanh nhẫn? Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người với con người, sống giữa con người với con người nha, mà không nhẫn là không sống nổi đó. Ví dụ nói trời ơi, tôi sống với mấy người ở đây đó, họ khác ngôn ngữ, khác văn hóa, khác thức ăn, khó sống quá, kiếm người Việt Nam sống chung hợp không? Cũng phải có những lúc gây gỗ, không chừng còn bất đồng còn hơn nữa. Tại sao biết không? Hiểu trơn, cái gì nói cũng hiểu cho nên nhiều giận. Còn có những cái đó, mình bây giờ mình nói được, nói bình thường, chứ còn nói sâu sắc của mình nghe không được. Trói bóc nói méo những cái tiếng của họ mình nghe không được, khác khỏe. Cho nhiều khi quý vị không biết tiếng Anh, giống như quý vị không biết tiếng Anh mà hoặc có nói gì sau lưng quý vị, thầy khỏe không, thầy dễ thương quá, mà tôi đang nói lén mà đâu biết, tôi đâu có hiểu. Cho mình mà không hiểu thì mình không có gì giận. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai là bởi vì chúng ta là những người ai cũng khởi sự mới bắt đầu. Ngày hôm nay quý vị có được cái đạo tràng này đâu phải bình thường, cũng phải trông gai nhiều thử thách mới có được một nơi chốn này. Ngay cả quý thầy ở nước ngoài cũng vậy, ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Đức cũng như thế. Quý vị biết ngày Pháp Hòa mới đến Canada không có chùa, chưa có chùa, mà lúc đó là không được mang Phật, mang kinh ra khỏi nước. Năm 86 Pháp Hòa được cái tượng Phật nhỏ nhỏ vậy nè, mà Pháp Hòa lạy Phật sáng đêm, lạy để mà nguyện cho con mang tượng Phật đi không có bị trở ngại. Tại thường thường họ đưa qua cái máy rà đó, tượng Phật là họ đập hết, họ sợ mình nhét hộp xoàn hay là những cái truyền đơn gì trong đó, đập phá hết. Còn kinh sách là tuyệt đối không được. Trời ơi, Pháp Hòa ao ước được mang một tượng Phật ra nước ngoài để mình thờ. Tại mình nghe nói chỗ mình tới là không chùa không gì hết. Đêm đó thức lại Phật sáng đêm, lại xin cho con được mang tượng của Phật ra ngoài để con thờ. Lúc đó mới 12 tuổi thôi. Vậy mà quý vị biết không, đưa tượng Phật trọt lắm. Áo tràng, Pháp Hòa có cái áo tràng mặc hồi 7 tuổi tới giờ. Rồi một sâu chuỗi nè, một cái hình Quan Âm nhỏ nhỏ mang đi lọt hết. Qua tới đây rồi, vừa tới nhà tối đêm đó, sáng hôm sau mới, con phải kiếm cái chỗ nào để con thờ Phật. Khui vali ra mang Phật để lên. Và quý vị biết lúc đó đâu có nhang, đâu có đèn, đâu có gì đâu, đâu có biết cái chỗ gì. Thời mai ở trong nhà sao được cây đèn cầy trắng trắng nhỏ nhỏ, Pháp Hòa thắp lên để tượng Phật lên làm lễ an vị Phật. An vị Phật với một cây đèn cầy trắng. Tuần lễ sau kiếm được cái lon, cái hộp đựng bơ, rửa sạch sẽ, đổ gạo vô đó để lên bàn, kiếm miếng giấy trắng dán ở bên ngoài để nó bích cái chữ bơ, hình bơ. Đi ra chợ mà lúc đó còn khờ lắm, đâu có biết gì đâu. Ra chợ hỏi cô ơi cô, con không có tiền mua nguyên hộp nhang điện. Tại lúc đó nó cái phong trào mà ta thắp nhang điện cắm vô ba cái cây nhang đó, mà không hỏi cái cô bán á, con không có tiền mua cái hộp nhang điện, con mua ba cây nhang vậy cắm nó cháy không cô? Hỏi ngu gì cô hỏi. Rồi cái cô bán cô nói trời ơi, này điện con phải cắm vô điện, làm sao có tiền. Thôi thì cứ cắm nhang thường. Tại vì lúc đó, người ta mình ở chung cư mình không có được thắp nhang nhiều.
khói nó đen cái nóc nhà người ta, mai mốt người ta mình dọn nhà người ta phạt. Rồi bây giờ sợ quá phải làm sao, xé giấy bạc dán đầy trên tường hết, để mà khói nó có xông lên thì nó đen cái giấy bạc thôi, rồi lâu lâu mình lột mình bỏ. Khi mà ngay cả khi bắt đầu thành lập một ngôi chùa tại Edmonton chỗ ở cũng vậy, quý vị biết là không có tượng Phật. Mới đi ra mấy cái chỗ mà ta bán tượng Phật để mà làm trang trí trong công viên đó, thỉnh được tượng đâu chừng gan rưỡi hai gan tay, lấy cái thùng gạch tông dán lại, rồi lấy vải vàng bao lại, rồi để Phật ngồi trên cái thùng đó mà nó treo leo, tại nó có vừa. Lấy giấy cạc tông đó, lật ngược phía sau vẽ cái hình hoa sen, rồi cắt cái hình hoa sen dán ở trước để cho Phật ngồi bông sen bằng thùng cạc tông. Không có đến cái mùa Vu Lan đâu có đủ kinh tụng, mà đem đi in thì tiền đâu chịu nổi. Đi photocopy được chừng 10 quyển. Một quyển kinh cầm trước vậy nè, năm người quỳ ở đằng sau nhìn tụng, chứ giờ tiền đâu phát ngưỡng cuốn. Thì thời những cái lúc mình mới tới, mình lập chùa, mình hành đạo, khó khăn giống nhau. Cuộc sống nào mà chẳng có những chông gai, cuộc sống nào mà không phải, nếu chúng ta không cố gắng phấn đấu thì làm gì có được. Đa số người đi xuất gia ở Việt Nam phần lớn được đi học, ai cũng có trường sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học gì. Riêng Pháp Hòa là không có học gì hết, chưa biết một trường lớp đạo Phật giáo là gì. Chỉ ham đi tu vô chùa, mà cũng chẳng lựa chùa, chẳng lựa thay, thích đi tu vô tu với cái chùa mà đang có đó. Rồi từ lúc xuất gia cho tới giờ phút này chỉ biết ở chùa tụng kinh làm công quả thôi, không có biết trường lớp gì hết. Cho nên hỏi thầy có bằng gì không? Dạ bằng tiếng Việt. Người ta có tiến sĩ, mình có tiếng Việt. Rồi ngoài ra cái bằng gì? Dạ bằng lòng. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái chí tu của mình. Bây giờ quý vị đi tìm đến sư cô này, đâu phải tại sư cô là tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ đâu. Vì sư cô thuần chất là một sư cô, để khi quý vị cần nương tựa, quý vị nương tựa. Tại vì quý vị khổ, quý vị tìm một người tu, chứ quý vị đâu có tìm bác sĩ. Mình bệnh mình tìm bác sĩ, mà khổ thì tìm tu sĩ. Cho nên sống vươn lên theo kịp ánh ban mai là ai trong chúng ta cũng phải có. Tại vì nói tới ban mai là chúng ta đều nói đến cái bình minh, cái đẹp. Cho nên chúng ta có một Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến Chiếu. Bồ Tát đó tượng trưng cho một người luôn luôn hướng về cái cao thượng. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Và sống với nhau mà không có đủ cái tinh thần chan hòa thì ai khổ. Bây giờ đại chúng mà huynh đệ tỷ muội với nhau đi chùa lạc Việt đây mà cứ gây gỗ hoài, ai khổ? Chủ chùa khổ, giận nhau bỏ hết, chủ chùa hốt hết. Thì mình không có chan hòa với nhau. Cho nên đã ra tới đây rồi, có được một đạo tràng rồi, hãy chan hòa với nhau mà sống. Chữ chan là gì? Rải cái tâm mình, ôm ấp được người đó. Quý vị cứ nghiệm coi, con mình nè, con của mình thôi mà thử bây giờ mình sống thẳng thừng với nó, là nó hư là mình đẩy nó ra, là hình như 10 đứa con không biết kiếm được đứa nào đúng ý mình đâu. Thôi bây giờ đứa nào sao mình cũng phải ôm nó, mình phải chan hòa. Rồi mình chẳng những mình thấy anh em nó bất đồng, mình cũng phải làm sao cho anh em nó sống chan hòa với nhau, chứ đâu phải bình thường. Ruột thịt mà còn vậy thì huống chi đây là bá gia và bá tánh. Cho nên muốn sống được chan hòa, quý vị nhớ hai câu: mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà.
Quý vị muốn sống chan hòa với nhớ câu thứ hai: thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Quý vị biết hai câu đó Pháp Hòa thuộc hồi Pháp Hòa mấy tuổi không? Hồi Pháp Hòa 7 tuổi. Khi Pháp Hòa 7 tuổi, ngày đầu tiên Pháp Hòa bước vô chùa, và hai cái câu đó nó nằm hai bên cánh cửa chùa, và nó đi vào trong tâm Pháp Hòa từ lúc Pháp Hòa 7 tuổi bước, ngày đầu tiên bước chân tới đạo. Và cái bài pháp đầu tiên Pháp Hòa được thấm là hai câu: ví như một đắng muối thả vào sông sẽ tan, phải không? Người sẽ không hờn giận, mình sẽ không hờn giận với cõi lòng thênh thang. Một nắm muối thả vào sông ăn thua gì? Nếu cái lòng của mình rộng thì dung chứa được. Cho nên mình có cái câu khen Phật: tâm lượng, tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm của Phật rộng như thái hư. Phật là vầng trăng mát đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngầm. Chỉ cần cái tâm mình mà tĩnh lặng thì bao nhiêu cái ánh đẹp nó đều ống ánh ở trên mặt nước đó. Cho nên Phật mình mới khen Phật: tâm bao thái hư lượng châu xa giới, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Quý vị thấy không? Người ta thường gọi là hoạt động. Hoạt là sống, động là mình phải làm việc. Nếu mình không động sao có sống? Cho nên gọi là hoạt động. Ở cái đồng hồ này còn hoạt động không? Nhìn cái kim, cái kim dây. Nó còn nhảy từng giây là cái phút nó đi theo. Mãi giây mà nó làm việc thì phút nó làm việc, mà phút làm việc thì giờ nó làm việc. Nó hoạt động một cái system, một cái hệ thống. Chúng ta cũng vậy. Thể cái tâm của chúng ta còn là hoạt động, thân này nó hoạt động theo cái tâm mình muốn. Quý vị ngày hôm qua ở Cầu Hùng đâu có chương trình nói pháp gì cho Phật tử dưới đó đâu, vậy mà Pháp Hòa được gặp quý Phật tử ở đó. Rồi họ mời về cái chùa gì, chùa Việt Đài ở Cao Hùng, tập hợp 200 người, chỉ trong một vài tiếng đồng hồ thông báo thôi. Đâu có chuẩn bị gì đâu, nhưng mà tại vì Pháp Hòa hên là Pháp Hòa còn ở Cao Hùng tối hôm qua. Hay là nói cách khác là Pháp Hòa có thời gian ở Cao Hùng, quý vị này hên hốt trước. Rồi quý vị thấy không? Mệt đừ, nhưng mà tại vì cái thân mình nó vẫn làm việc theo mình, là vì cái tâm mình muốn như vậy. Cho nên cái sức lực nó không bằng cái tâm lực. Cái tâm lực mà mạnh thì sức lực nó đi theo. Ngày hôm qua Pháp Hòa đứng niệm hương tụng kinh, mà nhìn trên chánh điện chùa Việt Đài đó là 3 pho tượng đá, đá nặng lắm. Mà cái chánh điện nằm lâu năm á, mà nó hẹp nhỏ vậy nè, mà mình tụng kinh mà mình cũng hơi bị tán loạn chút. Nói, ủa sao bưng ông này vô được ta? Đang tụng kinh vô, vô vọng tưởng, mình đang vọng tưởng ông chờ Phật bự vậy sao bưng vô. Mình cứ còn suy nghĩ tiếp nữa chứ, không lẽ bưng để tấm dáng trên cái cầu thang rồi đẩy ổng lên. Quý vị thấy dễ sợ. Rồi rồi bây giờ mình suy nghĩ nè, cái tâm mình muốn nó lên đó bằng mọi cách mình sẽ được đưa lên đó. Đấy, 20 năm trước tâm muốn qua đài nha, cho nên bằng mọi cách cũng qua được tới đây. Quơ quào xí so xí xào cũng trôi qua tới đây, phải không?
Cho nên là sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Bây giờ nói tới cái động đó là mình hoạt động. Rồi bây giờ quý vị thấy trong cuộc sống này nè, cái sự bất động của chúng ta hiếm lắm. Để chúng ta động tâm dữ lắm. Đây đang ngồi đây nè, hễ ai ở dưới đó mà ai đóng cửa cái rầm là say qua liền, say qua tức khắc. Hay là một người nào quên tắt điện thoại, nó rú lên cái ngó qua, chị nào vậy? Thậm chí mà đang ngồi thiền mà chuyện gì nó đến, hí mắt coi có ai tới trễ. Cái tâm mình còn động. Cho một chú đệ tử tới nói: bạch thầy, xin thầy hãy giúp cho con bớt động tâm. Ông thầy nói: vậy tâm con đừng có động. Tâm mình động cho nên mới bị động tâm. Bây giờ nói chữ động đó nghĩa là chúng ta bị lung lay. Chữ động nghĩa vậy đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, hôm nay Bảo Bảo phải không, có bị động không? Cũng có chút chút chứ. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng phải ngồi đây thôi. Đi đâu? Quý vị biết không, trước khi bay qua đây phá vỡ Hawaii, cho nên kỳ này là giảng hai cái đảo. Thứ bảy chủ nhật tuần rồi là giảng đảo Hawaii. Mà quý vị đã báo cho Pháp Hòa biết là thứ ba tuần rồi là bão, một cái bão rất nặng sẽ đi vô Hawaii. Nghe vậy cuốn gói đi thứ hai liền. Nói đùa thôi, cái plan của Pháp Hòa là giảng xong ở Hawaii tối chủ nhật, sáng thứ hai bay qua đây. Như vậy thì Pháp Hòa bay qua Đài Loan này là từ đảo Hawaii, đã bay qua tới bên Nhật, Nhật mới connect về đây. Cho nên trong tháng 9 đi ba đảo, đảo Hawaii, đảo của Nhật và qua tới đảo. Mà đi tới đâu bảo tới đó. Ơn quá, lần sau đừng mời nữa nha. Ông đi tới đâu bảo tới đó. Thế thì hồi sáng này lên xe, thường thường là đi hành hương á, là hãy sáng lên một cái đoạn đường xa là sẽ có tụng kinh. Thì Pháp Hòa mới hướng dẫn đại chúng tụng xong thời kinh, cái lúc đi trên đường là mưa, tụng xong thời kinh cái nó hết. Cái ông dẫn đoàn ông nói: cha pháp sư pháp lực vô biên. Sẵn gặp lúc mưa tạnh thiệt, nổ luôn. Cái chữ động là gì? Nghĩa là chúng ta vẫn, tiếng Mỹ nó là shake, nó động một cái, nhưng mà rồi mình trụ lại được. Thường thường cái thế, ở đây Pháp Hòa không có nói cái cao là bất động, tôi không bao giờ tôi động. Thôi bây giờ mình nói cái thấp đi ha, tôi bị động, nhưng mà cuối cùng tôi trở lại được vị trí của tôi. Cái đó dễ tu hơn, cái đó nghe dễ nghe hơn. Ví dụ như giờ, nhưng mà mình phải tập, mình phải tập. Có những cái mình phải ngồi bình an bất động. Ví dụ như mà mời lên giảng mà quý vị biết có những cái chỗ là cái microphone nó dởm lắm, nó có hú hoài à. Mà nếu mà mình đóng nó, trời ơi, microphone thì chán muốn chết. Nhưng mà riêng em khoái muốn chết. Biết làm sao? Nó hú lâu thì hết giờ. Hết giờ mà nói ít, sướng không? Cho nên hồi nãy nó chết rồi: thầy ơi, giờ thầy tới trễ rồi, mà cái chương trình thầy ở Lạc Việt thầy từ 2 giờ tới 4 giờ thôi, mà nó có sao đâu, tới trễ vô lại Phật rồi về. Mình có động, nhưng mà sau đó mình lấy lại được cái chánh niệm của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bữa nay mình ăn chay, mấy đứa con nó đi hay chồng gì đó, họ không ăn chay, họ mua đồ mặn về để cái ngon quá, cái theo cái thói quen thấy cái bóp. Thì có người bị động rồi, và có người bị động đi tới hành động luôn và bóp bỏ, nhai xong úi da ăn chay. Nhưng mà khi mình nhớ trực mình ăn chay á, thì lúc đó mình liền trở về cái trạng thái ăn chay của mình.
chứ đừng trời sao lỡ rồi thôi ăn luôn. Cái này bị động thiệt à. Mình lỡ mình bỏ miếng vô thôi, cái tập khí của mình để vô miệng ăn, nhưng sau đó mình nhớ trực là mình ăn chay thì mình trở về cái vị trí của mình. Cái đó làm được. Còn cái người mà giỏi nữa là vừa đưa tay lên định, nhớ trực là chánh niệm nó soi liền, nhắc mình liền, hôm nay ngày chay. Cho nên quy y chi biết không? Quy y để dừng lại trước khi bị động. Hay hoặc là lỡ có động thì nó động nhẹ thôi, 1 chấm, 2 chấm thôi, chứ nó không động tới 10 mấy chấm nước đất lọt chết hết. Chứ đừng sợ quy y. Phật tử phải cần quy y. Quy y để tự nói với mình, nhắc nhở mình là Phật tử. Còn nếu mình không quy y á, thì mình là tục tử, là mình sẽ sống theo cái lối đó. Thí dụ bây giờ quý vị giữ 5 giới không được phải không? Giữ 4 giới được không? 3 giới được không? 2 giới được không? Được. 1 tới 2 giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Ai giữ 3 giới gọi là bán phần cư sĩ. Ai giữ 4 giới gọi là đa phần cư sĩ. Ai giữ được 5 giới là toàn phần cư sĩ. Vậy Phật cho mình trả giá đó. Mình trả giá đi, mình muốn phải làm cư sĩ nào. Cho nên đừng có từ chối quý vị. Tại vì nếu cái duyên, nếu vô mình lỡ cái cơ hội đó mà vô thường nó đến với mình, thì mình đi trong cái tâm trạng của một người tục tử, chứ không phải đi trong cái tâm trạng của một người đã quy y tam bảo là Phật tử. Cho nên quý vị cứ quy y thọ 5 giới, rồi giữ được bao nhiêu giới thì cứ giữ. Giới nào không giữ được, biết rằng cái giới đó mình cần để tâm tu tập về nó. Cho cứ quy y. Sẵn câu này qua trả lời trong cái đống giấy này luôn. Hồi nãy có một câu hỏi là có, nếu mà giữ không đủ hết giới được quy y không? Quy là gì? Là quay về. Y là nương tựa. Quay về nghĩa là nương tựa. Bây giờ mình là Phật tử phải nương tựa 3 ngôi báo là Phật, Pháp, Tăng. Phật là thầy dẫn dắt cho mình, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là đoàn thể những người sống theo lời Phật. Bây giờ mà khổ quá, không có cái chùa này đâu có Tăng. Tăng là đoàn thể nè. Nhờ vậy là đỡ lắm, phải không? Nương tựa Tăng. Rồi bây giờ sống là động nhưng lòng luôn bất động, là Pháp Hòa nói cái chỗ đó. Cái chỗ mà mình đã từng bị động, thôi bây giờ ráng động nhẹ lại. Thấy không? Giỏi đó là vừa muốn làm việc đó dừng lại. Thí dụ người ta nói một câu mình nổi nóng lên liền, muốn nói liền, nhưng nhớ trực là thôi khoan, để nghe hết câu chuyện coi nó tới đâu. Mình nói nửa chừng câu chuyện lát mình bị hơ. Mình bị đã từng bị vậy chưa? Người ta mới vừa nói được 2-3 câu giỡn người ta xong, cái ta nói ta, cái ta nói nín để tôi nói sao nói sớm, bà có cho tôi nói đâu. Thấy không? Như vậy là rõ ràng mình bị động cho nên mình bị hớn. Cho bây giờ tập lại thì mới vừa sắp sửa nói thì nhớ trực lại để nghe ta nói hết. Nhiều khi mình mới thấy người ta làm chuyện đó mà la làng đó rồi. Ví dụ như giờ ta đầy bàn thờ để đầy hết, ta sắp sửa ta bưng gì vô cái ta giờ cái chuông, ê, không có giờ vậy tội. Mình biết ta làm gì không? Mà tội lỗi gì? Ta mình cứ vội phán xét, mình bị động dữ lắm. Mình bị động dữ lắm. Cho nên bây giờ đó, tập giảm động cho đến khi nào từ từ mình dừng lại trước khi nhiều. Vừa động cái là dừng lại. Chứ còn mình chưa như Phật nha. Ngồi bữa nào tập như Phật, ai nói mà nói đi tôi giờ hết động. Chị cứ nói, mình chập tức ta thêm. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Quý vị biết 2 chữ Như Lai không? Nghe chữ Như Lai cái gì? Như là gì? Là không lai động. Còn lai là gì?
đến đi. Như vậy cuộc đời đến đi, còn mất được thua gì đó, tâm mình như như là không động, lai là đời cứ đến đi. Cho nên Đức Phật á, là người thấy tất cả mọi sinh khởi thế gian mà Phật không bị động. Cho nên mình gọi Phật là Đấng Như Lai. Như Lai là người thấy các pháp mà không động với các pháp. Còn mình bây giờ thấy gì động đấy à? Thấy người ta tóc đẹp nhuộm đâu vậy? Thấy người ta cắt tóc đẹp cắt đâu vậy? Thấy người ta mặc áo đẹp cái cầm lên mai ở đâu vậy? Thấy gì cũng hỏi chứ. Thấy cái gì cũng nói đó. Từ bước chân vô tới cửa cho tới lên trên lầu, ngồi suốt ngày ai tới cũng nói sao bữa nay làm cái này xấu gì, cái gì mình cũng nói hết. Rõ ràng mình bị động. Bây giờ mình tập cái gì cần nói hả nói, còn cái gì không cần đừng nói, để tâm mình giảm động. Mình động nhiều tâm mình không yên, tâm không yên thì khó định, mà định không khó thì trí nó không sanh. Chứ ví dụ bây giờ mình mà tụng kinh mà bữa nào mà mình không bị cái gì chi phối, cái thời kinh nó hay hơn mình bị chi phối đó. Nếu bữa nào mình có việc gì phải lo, có tụng chữ này lộn chữ kia lộn chữ nọ, ngồi hỏi nghĩ lung tung. Còn bữa nào không có việc gì hết, có tụng thời kinh âm điệu hay lắm. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Cuộc đời này ai mà không thương. Nhưng mà mình bị thương vì mình lụy với cái thương của mình. Tôi cho nhiều hay là tôi yêu nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Trách đó. Yêu dữ lắm mà không được gì hết, giờ bắt đầu làm thơ. Xin cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao le lói giữa trời xanh, để nơi đó tháng ngày tôi lẩn trốn những ưu sầu, những ước vọng buồn đau. Tội nghiệp quá. Ôm một cái tinh cầu đi vô ông góc đó. Nhưng mà không phải đâu, chờ cơ hội nhảy ra. Cho nên á, mình thương, cái thương của mình chưa phải là cái từ bi. Vì cái thương của mình nó có chữ ái. Ái là gì? Là mình yêu. Mà hễ ái là yêu là phải có đối tượng để mình yêu. Ngọ ái nị á, tức là ngọ là tôi, tôi là người thương, anh hay chị là người được tôi thương. Nhưng mà trong cái thầm lặng đó đó, mình muốn người ta thương lại mình. Cho nên rồi ngọ ái nị, với điều kiện nị phải ái ngọ. Cho nên cái chữ ái là yêu. Cho dù mình dùng cái từ rộng hơn nữa là bác ái. Bác ái là tình thương rộng lớn. Nhưng thủy chung do dù bác cỡ nào đi nữa vẫn còn ái. Ví dụ như là mình hai người thương nam nữ là ái thôi. Giờ thương quốc gia đồng bào cũng là bác ái, nhưng mà vẫn còn đồng bào của mình thôi. Vẫn còn quốc gia của mình, chứ chưa phải từ bi. Từ bi là bình đẳng. Có một bà đến bà khóc với Đức Phật. Nó bạch Đức Thế Tôn, cháu con mới chết. Đức Phật mới nói, cháu bà chết bà có buồn không? Nói dạ buồn. Phật nói bà ơi, nếu như trường hợp cả cái thành Tỳ Xá Ly này đều là bà con quyến thuộc của bà hết, bà chịu không? Nói dạ thôi. Con có một đứa cháu mà nó chết con còn khóc kiểu này, mà nếu bà con của con mà ở hết cái thành này mà ngày nào không có người chết vậy là bảo đảm con chết chắc. Phật nói bà đừng lo, thế nào bà cũng chết chắc, cho nên bà đừng lo chắc chết. Chết là chắc. Không có gì chắc hết á, chỉ có chết chắc thôi. Cho nên đừng có gặp nhau nó chắc chết. Kỳ này chắc chết, yên tâm chuyện đó. Chết là chắc. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Hiên ngang đây là phải mình ngông cuồng hống hách, không phải vậy. Nhưng mà mình đủ sức mạnh để mình
chịu đựng được. Ở đời á, không có danh thì phải có lợi. Có nhiều người ta nhiều lợi quá, giờ người ta đi cầu danh. Ví dụ như người ta làm từ thiện, người ta làm những cái công việc lớn để chi, để có danh. Người ta lấy cái lợi người ta mua danh. Rồi có nhiều người á, là mượn cái danh để kiếm lợi. Ví dụ như người ta làm lớn, người ta có chức, có quyền, người ta có danh á, thì người ta ăn hối lộ, người ta làm, người ta thu nhập, người ta lấy danh để kiếm lợi. Còn có người lấy lợi để cầu danh. Mà thiệt sự ở đời này danh lợi chỉ là hư rỗng. Cho nên người tu á, các bậc mà cao đức mà có tuệ đó, cho dù các ngài chụp hình với các ông lớn trong chính quyền đi nữa, các ngài cũng không có treo ở trong phòng, hay là treo trong chùa phòng khách để cho khách vô biết là tôi từng chụp với ông này ông kia. Lỡ ông nó mất chức cái không lẽ bưng ông xuống dán ông kia lên. Các ngài mẫn tuệ là các ngài làm vậy đó. Bả, người ta kêu bả lợi danh mà. Nó như những cái xác đó. Những cái xác đó. Bả lợi danh. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Là các vị đó có nhưng mà không có vị gì hết. Ngày xưa Hứa Do đó là cái người mà không bao giờ bị vướng. Ngày nọ người ta cho người tới tìm ông để đưa ông về làm vua. Ông nghe xong ông đi vô, ông xuống cái nước ông rửa lỗ tai. Ta hỏi tại sao ông rửa lỗ tai. Nơi bữa nay tôi được ông vua tìm tôi tới để mà mời tôi về làm vua. Nhưng mà ông này không có biết rằng tôi là một người coi danh lợi như là phấn hộ, cho tôi nghe nó dơ lỗ tai tôi lắm, tôi phải đi rửa. Ông nọ nghe xong nói dạ thôi, nói vậy để tôi dẫn con trâu tôi đi chỗ khác, tôi không dám cho nó uống nước chỗ này. Hỏi sao vậy? Tôi sợ nó uống nhầm cái nước dơ rửa tay của ông. Cái đó là một lời nhắc nhở khai thị. Mình không bị vướng thì mắc chi phải làm cái hình tướng rửa tay. Cái lời người ta nói danh với lợi chuyện bình thường. Anh mắc chi anh đi rửa lỗ tai để biểu lộ anh là người nghĩa là thanh liêm. Ta nói mà anh không có bị gì hết là bất động rồi đó. Thấy không? Thì anh không cần phải hiện cái tướng đi rửa lỗ tai. Cũng giống như ai chửi mình đó, nếu mình có niệm Phật trong thầm lặng để mình qua được cái cơn giận dữ của người đó là được rồi, chứ đâu cần Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, anh chửi nữa đi, Phật chứng cho tôi. Cái này mình đem Phật ra để làm gì? Quánh lại người đó. Không nên. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cái tâm bất biến là tâm gì? Tâm của Như Lai. Cuộc đời này nó thiên biến vạn hóa lắm. Mình không bao giờ mình lường trước được chuyện gì, phải không? Nhưng mà rồi, nếu cái tâm của mình mà cứ như thế thì khó mà sống hạnh phúc được. Thôi thì bây giờ, hôm nay Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe bài thơ này của một hòa thượng Việt Nam. Ngài đã làm bài thơ này như một sự nhắc nhở, như một công thức sống hạnh phúc. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bài thơ nó đều bắt đầu từ chữ sống. Sống hạnh phúc. Hay là mình nói 8 nguyên tắc sống để hạnh phúc. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Thì quý vị nhớ là thật ra ai trong chúng ta cũng đều hiểu một điều rằng mình sống để rồi chết. Cho nên gọi là sanh tử. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt. Cái chữ sanh tử nó nhăn nhản, nhưng mà nếu chúng ta sống lành thiện
chúng ta gọi là thiện sinh, thì chúng ta có cái kết cục tốt của mình là gì? Thiện chung. Đó là một trong năm phúc mà đối với người Hoa ai cũng thích. Ngũ phúc lâm môn, năm cái phúc đã đến tới cửa gia đình mình. Trong đó có một cái phúc gọi là thiện chung, tức là cuối đời mình được tốt. Thì giờ mình muốn cuối đời được tốt thì mình sao? Khi mình sống, mình phải sống cho nó lành tốt. Người sống vui thì chết vui, người sống khổ thì chết khổ. Tức là mình sống, mình hờn, mình giận, mình trách, mình móc, mình đủ thứ, thì làm sao mình sống, mình đi an lạc nhẹ nhàng được. Cho nên tâm mình an lạc nhẹ nhàng thì sống chết cũng nhẹ nhàng. Bây giờ đơn giản vậy nè, cái người mà cái tánh họ dễ ăn uống á, thì đi đâu họ cũng không có khổ hết á, tại vì họ rất là dễ ăn. Mà cái người mà khó ăn thì chứ chưa nói là cái khác nữa nha, thì sao đi tới đâu cái nội cái chuyện ăn nó khổ mình rồi. Rồi bây giờ cái người mà dễ ngủ, nằm đâu ngủ đó, cái thì sao phải ru. Còn người mà lăn qua lộn lại trằn trọc suốt đêm giấc chẳng an thì khổ. Cho nên hễ mình tập mình dễ cái này thì cái quả của mình khỏe cái đó, vậy thôi. Cho nên hãy ăn dễ thì đi đâu ăn cũng vừa, cái gì cũng được. Sống ngủ dễ thì ngủ đâu cũng được. Mua đồ dễ, thấy không? Người bán mình xây lưng mình đi, tao không chửi. Còn mình mà mua khó khăn, kèo nèo ngắt nhéo, chê bai rồi hơn trả giá xong rồi không mua, cân cân cho tôi nửa ký rồi lặt bỏ, thôi thôi được rồi tôi đủ. Trời ơi cái này ta tức chết à. Thì mình đi xong thì ta dũa mình chứ gì nữa. Cho nên thôi thì mình sống dễ đơn giản. Chứ có một vị hỏi Pháp Hòa, chứ thầy, thầy bây giờ thầy có cách nào chỉ nửa con chết dễ không? Không lẽ mình nói anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Nếu người muốn chết dễ thì cứ sống dễ, đời sống mình thật là dễ dàng, đừng có khó khăn gì hết. Mà thiệt sự mình khó, khó làm gì? À, mình làm khổ người ta thôi, rồi làm khổ bản thân mình thôi. Chứ còn nếu mà nói cho cùng thì ăn uống, từ cái ăn cái mặc thì cái gì nó cũng quá đơn giản. Nhưng mà tại tự mình làm nó rắc rối, tự mình làm nó rắc rối. Bây giờ quý vị nghiệm ra, từ cái đầu này nè, từ cái chân tóc này xuống tới cái móng chân, chỗ nào cũng rắc rối. Tại vì chỗ nào cũng phải trang điểm hết á, chỗ nào cũng phải chăm chút hết, thôi con không được. Nhưng mà buộc lòng, nhưng mà nếu mình chăm chút làm theo thủ tục đơn giản thì gọi là đơn giản, vậy thôi. Thôi chúc cho quý vị nương theo 8 cái công thức sống này để mình sống được an lạc hạnh phúc dù bất cứ ở đâu. Giờ có thời giờ 1-2 câu hỏi không? Giờ mình trả lời trong này ít thôi, vài câu quý vị chịu có một chút. Thưa thầy, con muốn tụng kinh Lương Hoàng Sám trong nhà, nhưng Tam bảo con thờ ngoài phòng khách, mà thường buổi tối chồng con hay xem tivi ngoài đó. Vậy con có thể trước khi đọc ra thắp nhang ngoài Tam bảo xong rồi vô phòng ngủ ngồi đọc có tốt không ạ? Và vong linh cha mẹ con có hưởng được những công đức con đọc và hồi hướng cho cha mẹ con không? Kính thưa đại chúng, cái câu hỏi là bây giờ ở nhà cái phòng khách vướng bằng Phật, rồi người nhà xem tivi, rồi bây giờ mình ngồi trước mình tụng kinh thì cái không tiện. Vậy thì bây giờ ra trước này thắp cây nhang rồi vô trong tụng được không? Được hết, thậm chí không thắp cũng sao, Phật cũng tự nghe tên Phật về. Không phải là mình thắp cây nhang đó mình bảo Phật ơi con tụng kinh đây, Phật chịu khó vô phòng nghe giùm con. Không phải, mình nhớ là mình thắp cây nhang đó không phải để mình báo cho Phật biết, mà cái cây hương đó, đó mình thắp lên là để nói lên là con phát nguyện mỗi ngày con sống nương theo cái hạnh đức để tỏa ra cái hương thơm. Sở dĩ mà tất cả những người lành thiện trên thế gian này được lưu danh là vì họ cái hương đức hạnh. Cho nên mình thắp cây hương đó là để tượng trưng nhắc nhở mình hãy sống làm sao để cho cái danh, cái tiếng, cái niệm, cái đời sống của mình nó thơm như hương.
tàn rồi nhưng mà nó phản phất. Người ta thường nói đó, hoa đàm dù rụng vẫn dư hương. Cái hoa đàm nó rụng đi rồi nhưng mà cái hương nó vẫn thoang thoảng cái mùi. Ý muốn nói là người có chết đi rồi thì cái tiếng lành, tiếng tốt vẫn giữ lại đó. Thì cái hương này cũng vậy. Bởi vì chữ hương là thơm rồi. Chữ hương là thơm. Mà thơm đây đâu phải là do bông hoa nó thơm, nhưng mà cái hạnh đức của người đó mà sống tốt thì họ mấy chục đời sau người ta vẫn nhắc họ. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú đó, dù tất cả các loài hương quý, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió muôn phương. Rồi bây giờ mình nhìn cái hương mình quán nè, nếu tâm mình mà thanh thản nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, mà nếu tâm mình mà nặng nề thì giống như cái tro mà nó rớt xuống. Vậy thì nhìn cây nhang đủ một bài pháp tu chưa? Nếu tâm thảnh thơi thì bay lên, mà tâm nặng nề thì rớt xuống. Thắp cây hương nhắc mình, chứ không phải nói Phật ơi mình, ta không có biết. Mình hay có cái quan niệm vậy, phải thắp cây nhang Phật mới biết. Cho nên có nhiều người thắp xong rồi đang ngồi tụng với nhó lên hết nhang, lên cắm cây nữa, trời nãy giờ không hay Phật mất hình khúc. Mình nghĩ vậy đó. Cho nên không phải thắp, thắp cũng được, không thắp cũng không sao. Ví dụ như nếu gia đình mình con cái gia đình bị dị ứng, quý vị thắp nhang lên là mấy đứa nó sặc nó ho, khỏi thắp. Hương tâm hương lòng. Ví dụ như đây cái văn phòng này nó nhỏ này, mà Tết mình đi chùa mà cứ người ba cây vậy đó, khói. Gặp nhau mình cũng không thấy đường, mà huống chi Phật ngồi trển, Phật phù hộ sao nổi. Phật nhíu mắt, Phật nói con là. Cho nên khỏi thắp để Phật nhìn rõ mình. Dịu bông, dịu xoài vậy đó. Chứ thắp nhiều quá Phật nhăn nhăn khói. Cho nên miễn được cái đó. Còn tụng kinh á, tụng bất cứ ở đâu. Tại vì sao? Tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sức khỏe của chúng ta mà chúng ta tu tập. Và tụng kinh á là để trao dồi cái thời gian mình tịnh nghiệp thân khẩu ý. Thì tịnh nghiệp thân khẩu ý ở đâu cũng được. Rồi nhờ cái công đức tịnh đó chúng ta hồi hướng cho người thân, chứ không phải mình ở trước bàn Phật mình mới làm được việc đó. Bây giờ ngồi ngay chỗ này nè, quý vị nghe pháp bằng cả cái tâm tư của mình thanh tịnh, chút xíu quý vị hồi hướng người ta nhận được. Tại vì sao? Nghe pháp cũng là tốt. Thì khi có ghi mình nghe pháp là thân mình ngồi yên là thân tịnh, miệng không nói gì nữa hết là khẩu tịnh, ý mình duyên theo lời pháp là tâm tịnh, lỗ tai mình không nghe chuyện thị phi là nhĩ tịnh, mắt mình nhìn Phật nhìn thầy là nhãn tịnh, nhìn nghe bài pháp tụng thời kinh là lục căn thanh tịnh. Mà lục căn thanh tịnh thì hồi đâu mà không được, hướng đâu mà không được. Được chưa? Chùa con ở miền quê xa xôi ở phía Bắc Việt Nam, không có điều kiện thỉnh quý ngài giảng sư về thuyết pháp. Chúng con tha thiết muốn đĩa thuyết pháp của thầy để Phật tử miền quê được thấm nhuần mưa pháp, nhưng không biết đến đâu để thỉnh DVD của thầy ạ. Muốn thiện lát gặp chú Đức Chánh. Hai cô Diệu Đại đây, mấy Phật tử đi theo đó, quý vị có thể cho địa chỉ ở Việt Nam, rồi Pháp Hòa sẽ nhờ ở Việt Nam gửi. Tại vì ở Việt Nam người ta nhận cái bản gốc, một khi mình có mình gửi về bản gốc rồi ở Việt Nam người ta sẽ làm thêm copy ta gửi trong nước cho mình. Ở bên Mỹ thì tùy theo mỗi địa phương, ví dụ ở vùng nào đó chỉ cần cho biết địa chỉ thì Pháp Hòa sẽ nhờ Phật tử địa phương đó gửi cho quý vị, chứ không có sao hết. Bây giờ cái phương tiện nó rất là nhiều, mà hơn nữa là người ta rất là thích pháp thí. Quý vị cần là quý vị cứ báo. À, pháp thí thắng mọi thí. Con muốn hỏi quý thầy là khi con về tịnh xá lần đầu tiên cảm thấy hoan hỷ thanh tịnh, nhưng mấy lần về sau mặc dù miệng con vẫn niệm Phật nhưng tâm con luôn bị phân tâm. Mong quý thầy cho con lời khuyên. Nếu mà tâm mình bị phân tâm thì lần sau nhớ gom nó lại cột cho nó chặt. Thật sự ra cái này không phải mình chị đâu, mình Phật tử đâu.
Hôm qua thầy còn bị phân. Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là vì chúng ta nhận biết mình còn bị phân tâm, cho nên xác định với mình ngày nào còn phân tâm là ngày đó còn phải đi chùa tu tập. Vì đây là những công thức để giúp cho cái vụ đó đó, phải không? Cho quý vị nhớ, ngày nào còn bệnh thì ngày đó phải uống thuốc, chứ không bao giờ ai mà khỏe mạnh đi mua thuốc uống bao giờ. Tất cả những công thức của Phật chỉ để trị tất cả mọi thứ tâm bệnh của chúng ta. Ví dụ như vị Phật tử này thì bị phân tâm, có Phật tử khác thì con vô chùa con rất là thích nhưng con quá dễ nóng tánh. Thí dụ vậy. Thì bây giờ có công thức là nếu mà dễ nóng tánh như vậy đó thì mỗi lần nóng lên đừng ở cái chỗ đó, nên đi tìm chỗ khác hoặc xin qua cái phần làm việc khác. Con dễ nóng lắm mà đưa con xuống bếp là thế nào con cũng thành than. Thôi cho con lên chánh điện, phải không? Mình tùy theo cái bệnh tình của mình mà mình xin phép mình làm việc ở chỗ khác. Con giờ quy y Phật và làm theo lời Phật, ăn chay trường mà mẹ con theo đạo Chúa. Mẹ con có nói sau này mẹ con mất phải cúng mặn và đãi mặn, mà con thì muốn đãi chay. Vậy con làm sao, làm vậy có lỗi với mẹ con không thầy? Khi mà mình gọi là báo đáp một chút gì cho người thân á, thì cái quan trọng là ăn thua cái khéo léo của mình. Không phải thí dụ bây giờ mình nghe nói đãi mặn cái mình phải đãi mặn, thì muốn mặn thì món nào cũng để muối nước tương một chút thì nó mặn hết, thì mình đúng ý rồi, gì nữa đâu. Thật sự ra Pháp Hòa nói đùa vậy, chứ cái này cũng do mình khéo thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình làm trong đó 4 món, một món mặn có thịt, 3 món kia có rau. Đâu ai nói gì, mình đâu cần tuyên bố this is đồ chay. Đây là đồ mình không cần. Cái quan trọng là cái khéo của mình ở cái chỗ đó. Mình độ người thân á, tại sao người, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, tại sao mà người ta làm đồ chay mà ta làm giả món này món kia, rồi mình cái phiền não mình nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Ăn mặn mà còn ăn chay mà còn nghĩ tới tôm cá, làm đủ hình tướng hết, phải không? Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ là bây giờ nếu mà người ta làm một con tôm giả ra người ta ăn, rồi giờ người ta ăn tôm giả mà ta để người ta khỏi ăn tôm kia, thì tôm giả này chết xứng đáng không? Thật ra đó là phương tiện thôi. Khi mình nói tới cái chỗ cứu cánh rốt ráo thì mặn chai gì cũng bình thường thôi, chỉ là ăn thôi mà. Cho nên đừng có nặng khổ vì chuyện là phải đãi chai. Nếu mà ăn chay một bữa đó mà thành chánh quả thì cũng nên. Còn này mình ăn chay trường luôn mà mình vẫn còn khổ đau phiền não bình thường vậy thì cuộc sống này đâu có gì đâu. Cái quan trọng là mình tùy duyên và mình khéo xử trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Người thân mình chưa hiểu đạo thì ta có những cái ý nghĩ vậy đó. Bây giờ mình chống lại là không được, không? Mình tùy thuận nhưng mình biết cách. Đó như nãy cô Phật tử kia tùy thuận đó. Nếu mà bưng bộ chuông mỏ ra ngay cái tivi, bon bon bon, ổng bên này cứ xí xố xào, mình cứ lương hoàng xám mình tụng thế, thì thế nào cũng là chiến tranh, không? Còn bây giờ mình biết rồi, thôi bây giờ ổng đang coi tivi, ổng chưa tới cái chỗ đó. Pháp Hòa có một cái cô này nè, gia đình đạo Chúa, thì cô ăn chay, ông chồng không chịu. Không chịu cái thì mới động chống vậy đó. Cô lén lén cô ăn, rồi lên mâm cơm cô cũng ngồi cô ăn, nhưng mà cô cứ lựa rau xào với thịt, cô cứ lựa rau cô ăn. Cái cuối cùng ổng thấy cô bò không xong rồi. Không xong là cô biết cái ý chí cô này rồi. Cái bữa nọ cái giờ tự động ổng đi mua đồ chay về cho cô ăn. Hỏi sao mua, tôi thấy bà ăn bà xanh lè. Thôi tôi chịu thua. Là ăn thua là cái tâm của mình. Mình đừng có chống gì hết á. Từ cái đức tu của mình từ từ nó cảm hóa người khác, và người ta thấy được cái hạnh lành của mình tu. Nhiều khi á, ở đây có ai đọc kinh Hiền Ngu chưa? Có biết cuốn kinh đó không?
Cuốn kinh đó là tại sao gọi là kinh hiền ngôn? Trên thế gian này á, thế nào cũng có kẻ ngu người hiền. Nhưng mà ta gặp mình tu kiểu đó, ta nói mình ngu. Nhưng mà thật sự trong cái ngu mà thật là kẻ hiền. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như thái tử tu Đại Noa mà móc mắt cho người ta đó, ví dụ vậy đó, nó ngu quá, có cặp mắt mà cũng cho. Nhưng mà đâu ai biết rằng trong cái ngu đó thì sao, nó thể hiện cái hiền. Quý vị biết chú Trung Chánh á, vừa rồi Pháp Hòa la oan chú mặc cái áo mất hai cái nút. Pháp Hòa mới nói trời ơi, tu hành gì mà ăn mặc kỳ cục. Thì chú mới nói dạ tại bữa hôm á, lễ xuất gia gieo duyên, có hai em á, nó đắp y mà nó cứ tuột lên tuột xuống à, mà giờ phải có cái nút bóp đơm vô á thì cái y nó mới đứng. Con lột hai nút con đưa luôn. Thì nếu mà con mình kiểu đó mình nói ngu. Nhưng mà trong cái ngu đó đó, nó thể hiện cái hiền. Cho nên trên đời này á, kẻ ngu chưa chắc là ngu. Đó, người ta giả ngu để ta thành tựu cái chỗ hiền lành của người ta. Mô Phật, con xin thầy hoan hỷ trả lời câu hỏi của con. Con có nghe nhiều thầy nói mình ăn tỏi khi tụng kinh niệm Phật thì long thần hộ pháp không đến gia hộ, vậy có đúng không thầy? Thì bây giờ muốn biết thì phải hỏi ông hộ pháp đó chứ. Còn thầy thì thầy sợ tỏi rồi đó. Thưa đại chúng, thật ra cái vấn đề hành tỏi á, sau này chúng ta đọc trong kinh chúng ta thấy là không có ăn những cái chất đó. Bởi vì sao? Một là nó hôi nồng, hai nữa đó là cái kích thích ở trong cái chất kích thích ở trong hành tỏi nó mạnh. Thì chúng ta là người tu, chúng ta muốn giảm dục sinh lý thì chúng ta giảm cái đó đi để mình đỡ cực. Mình ăn cái đó nhiều, nếu cái hiện tướng trên thân là mồ hôi và hơi miệng, còn nếu ở mặt sinh lý thì cái đó nó nặng, bởi vì nó có cái chất của nó. Cho nên hành tỏi nó vẫn có chất thuốc, nhưng mà đối với người xuất gia thì chúng ta nên giảm nó thì tốt. Bởi vì trừ trường hợp mình có bệnh, ví dụ như mình bệnh, bác sĩ nói là sau này người ta phát hiện những cái to thuốc có tỏi đó, người ta bảo mình ăn cái đó để mình trị một cái bệnh gì của mình, thì nó không ảnh hưởng. Bởi vì trong khi mình bệnh là mình thiếu cái đó, thì cái này nó vô nó đúng vừa chan, nó không dư vậy đó. Còn giờ mình đang bình thường mình ăn cái này vô nó trội, nó dư thì sao? Cực. Cũng giống như bây giờ mình ăn đủ no rồi mà ăn ráng thêm cái sao? Hổn hển mệt muốn chết. Rồi lâu ngày bắt đầu dư mỡ, dư cân. Rồi cuối cùng sống hồi nó dư 3-4 thứ: cao mỡ, cao đường, cao máu, gọi là ba cao một thấp. Cao mỡ, cao đường, cao máu và một cái gọi là phong thấp. Vì công việc làm đêm cho nên con thường trì chú Đại Bi vào ban đêm. Con nghe nói có người bảo không nên. Dạ xin thầy ban cho con một lời khuyên. Rồi bây giờ hỏi cái người nói không nên, thì phải hỏi là không nên là không nên cái gì? Chắc nói là tụng chú Đại Bi ban đêm rồi ma theo hả? Hay là giờ đó ở trển đóng cửa rồi mình tụng trển không nghe? Không có cái gì không có nên hết. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ban đêm ở nhà nên ngủ, tại sao đi ăn trộm? Không ai nghe nói không nên. Bây giờ mình đi làm về, thời gian mình có nhiều thì mình tu, chứ mình có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà không nên. Cho nên đây là một cái suy nghĩ lệch lạc. Mà cái suy nghĩ lệch lạc này Phật giáo gọi là gì? Tà kiến. Tại sao là người ta tu cho ta làm gì đâu nên, phải không? Cho nên đừng có cái quan niệm như vậy. Mình là Phật tử thì cứ tụng kinh bất cứ giờ phút nào mình có được. Bây giờ đi làm về 3 giờ sáng tắm rửa xong tụng kinh cũng được nữa, 11 giờ đêm tụng cũng được nữa, không có sao hết. Quý vị biết các thầy theo xưa đó, một đêm phải thức dậy 5 lần,
không có bao giờ cho ngủ hơn 2 canh. Đầu hôm là 8 giờ đi ngủ rồi, ngủ được chừng 10 giờ bắt đầu gõ kiển ngồi dậy. Rồi trong khi mà gõ kiển vậy bắt đầu hô lên: canh một trang nghiêm ngồi tịnh tu, tinh thần tịch thái đồng thái hư gì, đọc vậy để mình quán chiếu. Rồi xong bài kệ đó nằm xuống ngủ tiếp. Không có cho ngủ thẳng giấc. Tại vì sao? Ngủ thẳng giấc là đắm chìm, cho nên ngủ phải tỉnh, không có cho ngủ thẳng giấc. Vì vậy mà cái giờ mà ngủ ngon nhất là 3 giờ sáng, đúng không? Đầu hôm mà còn lăn qua lộn lại suy nghĩ đủ thứ, bắt đầu mòn mỏi tới 4-5 giờ là phải ngủ. Mà cái giờ đó ngủ ngon nhất thì cái giờ đó bắt thức. Cho nên ở chùa theo lệ xưa là 4 giờ là đã bắt dậy rồi. Cho nên dậy từ giờ dần, giờ dần, cho nên mới có cái bài kệ đó: từ suốt giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh hãy lắm mình, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sanh. Cho nên không có chuyện đó đâu, đừng có lo. Quý vị tụng theo thời gian, theo sức khỏe của mình. Nếu không nên thì giải thích không nên chỗ nào. Rồi bây giờ thậm chí có nhiều người là không cho mở máy niệm Phật trong nhà. Hỏi tại vậy sao vậy? Mở máy niệm Phật ma nó nghe nó vô. Rồi bây giờ ví dụ ma nó mê tiếng niệm Phật nó vô phải không? Vậy thì bây giờ mở nhạc lỡ ma nó mê nhạc nó vô sao? Sao mình không đặt cái câu trường hợp đó? Bộ ma làm như ma nó chỉ mê tiếng niệm Phật vậy thôi. Mà nếu mà nó vô nó nghe thì tốt chứ có sao đâu. Đừng có cái quan niệm như vậy, cũng là một hình thức lệch lạc trong đạo Phật. Mà mình hiểu cái kiểu này đó, cho nên mình mới làm đạo Phật méo mó hết. Mình làm đạo Phật méo mó hết. Mà người ta nhìn vô đạo Phật, người ta thấy mình quá trời quá đất, những cái ly chi, mà cái đụng vô cái gì cũng tội hết, và cái gì cũng không nên hết đó. Mà không cho mình giải thích cái không nên là không nên gì. Con chào thầy Pháp Hòa. 11 năm rồi thầy ạ. Con nghe thầy giảng pháp qua YouTube, nay được nhìn thầy, nhìn thấy thầy lòng con hân hoan lắm thầy ạ. Con kính chúc thầy thân tâm an lạc. Thưa thầy, cho con hỏi tại sao lần đầu tiên con đi chùa nhìn mặt Phật con chảy nước mắt. Mô Phật. May là chảy nước mắt. Thưa đây như thế này nè, khi mình tụng kinh, mình nhìn Phật, hoặc là mình nghe tụng mà mình khóc đó, không phải là mình bị ông ứng bà hành gì đâu nha, không phải là mình không bình thường đâu nha, mà cái đó chỉ là một cái trạng thái, cái túc duyên của mình. Trong quá khứ mình đã sống với cái tâm, với cái lời kinh tiếng kệ này sâu rồi. Bây giờ một giây phút nào đó mình trôi dạt rồi, hôm nay mình được quay về, mình nhìn được Phật, mình nghe được cái đó, mình cảm xúc, mình khóc, đó là bình thường. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị qua một cái xứ mà ở mà không có nghe được một tiếng Việt Nam nào hết, tự nhiên một ngày nọ đi chợ gặp nghe một người nói tiếng Việt mừng không? Không chừng khóc nữa đó. Cái đó lúc mới á, giờ nghe tiếng chạy làng. Đi đâu mà nghe xí xa, tôi quẹo đi. Tâm trạng. Cho nên mình nghe được á, mình rất là cảm xúc. Quý vị biết á, Pháp Hòa tụng mấy cái bài sám, Pháp Hòa tụng bao nhiêu ngàn lần trong đời tu mình mấy chục năm, vậy mà có những ngày tụng lại những cái bài đó vẫn ngồi khóc bình thường. Cái bài mà Hòa Thượng Nhất Hạnh viết năm ngày 26 tuổi: đệ tử chúng con từ vô thị, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần. Quý vị nhớ bài đó không? Bài đó chính là do Hòa Thượng Nhất Hạnh viết năm ngày mới có 26 tuổi. Và không một Phật tử chùa Việt Nam nào mà không tụng bài đó. Và Pháp Hòa tụng bài đó từ nhỏ, mà tới bây giờ thỉnh thoảng tụng lại có những câu vẫn khóc như thường. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nước bóng từ quán, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trượt,
con sám hối xong rồi, nhưng mà tại con sống trong cái đời ác trược này con làm tiếp. Rồi thậm chí con còn nói hôm nay cho con săn tay với nó bữa, con chịu nó hết nổi rồi. Đó, thấy không? Bao tội khổ trong đời ác trược. Vì đâu? Vì tham sân si mạn gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, thỉnh thoảng đọc vẫn khóc như thương. Nếu cái câu quy y này nãy qua trả lời rồi nè. Kính bạch thầy giải đáp, con rất đau khổ vì sự nói dối của mình. Con trước đây đi du học Đài Loan 2 năm, quen một anh người Việt Nam. Sau 2 năm con về và có làm kết hôn giả với một người Đài. Sau khi con về nước, con mới phát hiện con có thai với anh đó, và con đã nói dối cha mẹ là của người Đài Loan. Và kết quả hôn giả, và kết hôn giả với anh người Đài, con cũng nói dối cha mẹ luôn. Giờ con gái con khóc đòi gặp bố, giờ con phải làm sao nói ra sự thật? Cái này là mình cần phải gặp nói chuyện để có đủ cái thời gian nói việc này. Ở đây mình nói nó cũng không hay, là nó mất thời gian và cũng không hết ý. Nhưng mà đây là một cái phần chuẩn bị tâm lý cho cả hai bên, giữa mẹ và đứa con, phải không? Và mình phải, rồi sự thật này như thế nào phải tùy vào cái hoàn cảnh của đứa nhỏ đó, để tìm cách nào nói với nó, hay là đợi lúc nào, chứ không thể trả lời như thế này khơi khơi được. Thì bây giờ nếu mà chị Phật tử này có dịp thì có thể gặp Pháp Hòa, hoặc là phone qua chùa thì Pháp Hòa sẽ nói chuyện trên phone. Con cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ nghe pháp thoại của thầy mà con sửa chữa được nhiều tính xấu, việc làm xấu, và dần cải thiện được tâm tính theo chiều hướng tốt. Con muốn hỏi thầy đi xuất gia, cái này cũng là thuộc về personal, cá nhân câu hỏi. Thì nếu mà vị Phật tử này muốn hỏi câu hỏi này thì có gì Pháp Hòa phải gặp riêng, chứ ở đây trả lời như vậy cũng không tiện. Còn câu hỏi cuối nha. Thầy cho con hỏi, con thường nghe thầy giảng pháp ở băng dĩa, thầy giảng rất hay, và con phục thầy ở chỗ là câu văn thơ nào thầy cũng nhớ rõ từng câu và từng chữ, chữ Nho, chữ Anh, chữ Tàu. Thầy dịch ra rất là hay, và con muốn biết là do thầy thường coi sách và kiến thức của thầy học tập mà ra, hay là do tự thầy tu tập và đọc kinh nhiều mà trí tuệ của thầy rất là tốt, nhớ dai. Và từng bà ai hỏi thầy đều đọc ra văn thơ được. Tức là muốn điều tra chứ gì. Hình như ở trển biết trước làm sao. Cho em tự khai nãy rồi đó. Thưa đại chúng, như thế này, thật sự ra đó, nó cũng phải do một cái duyên của mình, đồng thời nó phối hợp với hàng ngày cái cách sống tu tập của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, nếu như mà mình chứa rác nhiều thì cái giỏ mình nó đầy sao chứa cái khác. Cho nên mình ngồi thiền, mình niệm Phật để làm chi? Để nó xóa bớt cái kia đi, để cái tâm mình nó tịnh, thị phi bên bớt đi, thấy không? Thì nhờ những cái tạp đó nó bớt đi đó, thì quý vị sẽ có thời gian huân cái khác. Thật tình á, là Pháp Hòa không có thời gian nhiều. Nếu nói là Pháp Hòa đọc sách nghiên cứu rồi thì thiệt sự là không có nhiều, không có bao nhiêu hết. Chẳng qua là được cái ở trển cho làm sao. Thì nhưng mà nói vậy thì cũng không đúng. Tức là mình cũng phải có đọc kinh,
Nhưng mà nhờ cái là mình nhớ kinh. Vì sao? Vì thật sự Pháp Hòa không lo gì hết, mặc dù lo rất nhiều việc của chùa. Không phải chùa mình mà lo chúng ở trong chùa, lo những cái chùa mình có. Nhưng mà khi nào mà tới cái giờ Pháp Hòa phải cất những cái việc đó để mà đọc kinh, để mà nhớ đó, thì có hơn nữa là khi mình đọc kinh đó, mình khởi cái tâm thích, mà khởi cái tâm gọi là lý thú về cái nghĩa kinh đó, thì tự nhiên nó nhớ. Cho nên Pháp Hòa hay đọc kinh đó, rồi cái câu chuyện nào trong kinh nhớ là có nhiều lúc đang đọc khuya mà đọc được cái đoạn kinh đó, mà mình thấm được cái lời kinh đó mà vui á. Mà cái trạng thái mà vui là thượng mà không ngồi ở chỗ, vui cái bắt đầu đứng dậy, đứng dậy đi tới lui trong phòng, mà mình hoan hỷ với cái lời kinh đó một cách lạ lùng. Rồi có nhiều khi cứ ngồi rồi đọc tới đâu khóc tới đó, đọc tới đâu khóc tới đó, vì mình thấy cái lời kinh Phật nói trong đó. Rồi sau đó là mình thấm nhuận. Cái thứ nữa đó, quý vị đọc sách á, cái cách Pháp Hòa đọc sách á, là thường Pháp Hòa không có bao giờ mà cuốn nào cũng đọc. Thì thí dụ bây giờ Pháp Hòa đọc á, là Pháp Hòa trước hết coi một lục, coi một lục xong thì chọn cho mình á cái chương nào mình thấy mình hấp dẫn mình nhất, đọc cái chương đó. Để chi? Để nó làm cái sự hấp dẫn mình vào trong cái quyển sách đó. Có nhiều khi khúc đầu nó không hay, nhưng mình đọc khúc giữa, mà nhờ cái hay của khúc giữa mà nó biểu mình phải đọc luôn khúc đầu. Cái thứ nữa đó là mình phải có những cái đồ để mình dán, mình ngăn đó. Đoạn nào hay mình phải làm dấu, để lâu lâu mình thường mở ra đọc, chứ không phải đọc một lần mà nhớ đâu. Mà chúng sanh mình nó có một cái bệnh đặc biệt chưa có thuốc chữa, cái gì mà hay á không nhớ, mà cái gì mà nó dở á nó nhớ ra, nó lạ vậy đó, phải vậy không? Thử giờ mà đọc kinh đây hàng tuần với sư cô đấy, nhiều khi bốn câu thuộc học thuộc hết, mà ai đó đứng ngay cầu thang chửi mình một câu mình nhớ hết. Tôi nhớ bữa đó mặc cái áo gì, nó đứng ngay nấc thang này nó chỉ tôi bằng ngón nào nhớ hết trơn á trời. Vậy thì mình thấy giữa mình với, mà cái đó là mê si đó, si là mình không thấy cái đó là cái gì mà mình phải chứa. Còn Phật là người giác, là Phật biết ngay cái đó, Phật xả liền. Cho nên đại chúng nhớ là xả đó, không phải ôm rồi mới bỏ nha. Ngay nó đến, mình thấy ô cái này không hợp với tôi, xả liền ngay chỗ đó thì mới đúng cái nghĩa xả của nhà Phật. Còn đợi ôm vô bụng rồi bắt đầu đi thuốc, ô đi kiếm thuốc uống đó, cũng cực và tốn tiền không? Tốn tiền đủ thứ mới xả được. Thôi thì trong cái buổi chiều nay nhận lời mời của ni sư trụ trì, thì Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị buổi chiều, nói chuyện một buổi. Rồi ngày mai Pháp Hòa sẽ, tối nay với ngày mai sẽ có 2 ngày ở, 1 ngày rưỡi ở chùa Thiền Đạo hả. Thì hy vọng là sẽ được gặp quý vị trong những buổi sinh hoạt kế. Một lần nữa xin cảm ơn ni sư cũng như toàn thể đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình cảm này ở tại Đài Bắc, tại đạo tràng Lạc Việt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.